Các người làm gì thế? Các người thả tôi ra. Thả tôi ra. Mày đợi đấy. Lên xe. Sao rồi không sao chứ? Anh là ai vậy? Tôi là người hâm mộ của cô. Cảm ơn anh. Đồ ngu. Có chút chuyện nhỏ như vậy mà làm cũng không xong. Ta đâu phải muốn các ngươi vào trong vườn cướp người. Là mời. Là Hồ Duy hắn ta muốn kết bạn với các diễn viên nổi tiếng. Sao có thể dùng cách bất chính để mời chứ? Đại ca. Là em đáng chết. Được rồi, quên đi. Phục vụ.
Ngài là Kỷ Chính Thiên tiên sinh phải không? Có chuyện gì thế? Có một vị tiên sinh đợi ngài đã lâu ạ. Để ông ấy vào. Vâng. Cảm ơn. Kỷ tiên sinh, kẻ hèn này họ Trịnh tên nhân Mỹ. Đã ngưỡng mộ võ quán của ngài từ lâu, vô cùng kính phục. Xin hỏi có Hồ Duy Hán tiên sinh ở đây không? Văn phòng của ông ấy ở tầng trên, nhưng bây giờ ông ấy ra ngoài rồi ạ. Ngài nhanh chóng ra khỏi đây đi ạ. Tìm Hồ Duy Hán. Đứng lại. Hồ Duy Hán tìm tôi làm gì? Kỷ tiên sinh tính tình trượng nghĩa, không ai là không biết. Hồ Duy Hán hiện đã rời khỏi xã hội đen và dấn thân vào chính trị rồi. Ông ấy là em họ của mẹ ngài. Vậy không phải ngài chính là cháu trai của ông ấy à? Tôi với Hồ Duy Hán đúng là có mối quan hệ họ hàng. Nhưng tôi chưa bao giờ người cậu họ này của mình. Anh có biết không? Cái này tôi không biết. Nhưng cậu họ của ngài nhờ tôi nói với ngài. Người hôm nay ông ấy đánh thực sự không đủ thân thích. Đây là chuyện riêng của Hồ Duy Hán với Kỳ Mạn Linh. Chuyện riêng gì? Đây đơn giản là cướp người. Đúng. Nhân vật mà Hồ Duy Hán thích nhất. Ông ấy thích dáng vẻ sau khi hóa trang của cô ấy. Tôi thấy ngài đừng nên quan tâm. Anh nói với tôi người cậu họ này. Bảo ông ấy tém tém lại. Khá đấy. Hắn là ai thế? Không biết. Trịnh tiên sinh, ngài quen hắn không? Tôi không quen. Anh, ở đây nguy hiểm quá. Anh nhanh đi đi. Tổ chức phái anh đến tranh đấu với Hồ Duy Hán. Giải cứu đồng phi đã bị quân Nhật bắt đi. Ông ấy là người lãnh đạo công nhân ở nhà máy điện. Nghĩ đến việc vợ của Hồ Duy Hán chết dưới tay quân Nhật. Anh là đồng hương của hắn. Lại cứu mạng hắn. Có thể hắn sẽ giúp được anh. Chính là người mà Hồ Duy Hán dẫn quân cảnh Nhật. Hắn đã leo đến vị trí cao như vậy. Hắn sớm đã nương tựa bọn người Nhật rồi. Bọn Nhật đã tặng cho hắn một gây xa. Hắn tôn bọn Nhật làm cha. Trong số người Trung Quốc ở vùng bị chiếm đóng, hắn là tên tệ nhất. Anh cứ ở chỗ em trước đã. Em đi làm như thường lệ. Rồi nghe ngóng xem đồng phi bị giam ở đâu. Sau đó em đưa anh ra ngoài. Đi thôi. Được rồi, các cậu đi đi. Ta nói phải chi, ban đầu cháu sẵn lòng nghe lời ta. Chẳng phải cũng trở thành lão đại của một bên rồi sao? Được rồi. Không nhắc tới chuyện cũ nữa. Ta biết cháu trước nay không có hứng thú đến chuyện này. Ngồi xuống đi. Mời cháu đến không phải để đánh nhau. Mời cháu đến câu lạc bộ là để dạy mấy tên Nhật Bản vật lộn. Là lời mời từ bên Nhật Bản. Có trọng thưởng. Không biết cháu đồng ý không thế nào.
Xin lỗi cậu. Người trong võ quán của cháu không bao giờ qua lại với giới chính trị. Với lại dạy người Nhật võ thuật. Cháu không đồng ý. Được rồi. Bây giờ chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Nhưng cậu có một việc cháu phải giúp cậu. Nếu không thì đám người Nhật đấy sẽ không tha cho cháu. Chuyện gì vậy? Hôm qua có một người tới tìm cậu. Hắn là Phó Thanh Tuyền. Người này từng qua lại với cậu. Cả chính phủ và người Nhật đều rất coi trọng người này. Cậu nghĩ cậu ra mặt thì không thích hợp. Phó Thanh Tuyền biết Đồng Phi ở trong tay cậu. Vậy thì sao? Cậu nhờ cháu bắt hắn. Cháu yên tâm. Cậu của cháu sẽ không bạc đãi cháu đâu. Mời lên xe. Lý Dã mau đưa cô ấy đi. Lên đi. Trước mắt chúng ta đều là người Nhật. Hôm qua nghe nói chúng bị Kỷ Chính Thiên đánh rồi. Mấy thương binh Nhật đấy trêu ghẹo mấy cô gái, cũng không chia ra. Điều này vừa khéo,
để Kỷ Chính Thiên cấu kết với Kỷ Mạn Linh. Đại ca đánh hắn đi. Không được vì lợi ích trước mắt mà mất thứ tự. Người trong võ quán của chúng ai cũng rất lợi hại. Các ngươi phải nghĩ cách để tên tiểu tử Kỷ Chính Thiên phải quy phục. Tôi là đứa mồ côi. Lúc 8 tuổi bị bán cho đoàn kịch. Chỉ cần vẽ một vết mực xanh trên giấy. Chỉ một vết mực ấy thôi. Thì sống chết trong 15 năm, không ai hỏi đến. Học chỉ đơn giản là học kịch. Lên sân khấu gọi là hát kịch. Học xong 6 năm gọi là xuất sư. Vì tôi xuất thân từ nghệ thuật, vậy nên gọi là nghệ nhân. Chịu khổ từ nhỏ, bị sư phụ mắng, bị đánh bằng roi, ngủ trên sàn ướt, đều quen rồi. Nói tiếp đi, tôi thích nghe. Sau này tôi lớn lên, điều kiện tốt hơn nhiều. Sáng dậy dùng trứng kho rửa mặt, uống canh lòng trắng trứng như nước. Buổi tối thoa thuốc khắp cơ thể. Chỉ để lại tay và chân không bôi. Gọi là thải độc. Thải độc. Vài tháng sau, dung mạo như hoa, da vẻ trắng hồng, là có thể có nụ cười vạn người mê rồi. Lúc đó bôi thuốc lên người, đều là nhờ một đàn anh giúp tôi bôi. May thay đều là trẻ con, không có ý nghĩ xấu. Anh ấy thường bảo vệ tôi giống như anh. Sau này thì sao? Sau này anh ấy vì bảo vệ tôi, bị bọn côn đồ đánh đập, bỏ đi cùng với lớp võ thuật rồi. Lúc đi anh ấy nói với tôi, 10 năm nữa sẽ quay lại gặp tôi. Anh ấy quay lại chưa? Chưa từng. 10 năm đã trôi qua rồi, anh ấy không quay lại. Anh ấy tên là gì? Anh ấy tên Phó Thanh Tuyền. Phó Thanh Tuyền. Anh sao vậy? Tôi từng gặp anh ấy rồi. Anh từng gặp anh ấy. Anh ấy là người có tài đấy. Anh ấy có tài. Có tài đấy. Tình thế hỗn loạn như vậy, anh dựa vào võ thuật kiếm sống, rất dễ rơi vào vòng vây của Hồ Duy Hán. Phải cẩn thận đấy. Con người chỉ sống một lần. Chuyện tốt làm không hết, thời gian đâu để làm chuyện xấu. Ông chủ Kỷ lâu quá không gặp. Đều đến rồi à? Được được. Xin chào. Xin chào, xin chào, xin chào. Được rồi, mời, mời các vị ngồi, mời. Nào, mời ngồi, được tiên sinh. Mời. Bạn bè bốn phương. Ông chủ dạp hát ra giá 5.000 tệ làm mồi. Muốn giữ Kỳ Mạn Linh ở lại tiếp tục hát kịch. Tôi lấy tất cả số vàng mọi người tài trợ giao cho ông chủ dạp hát. Từ hôm nay, Kỳ Mạn Linh muốn đi hát thì đi hát, không muốn hát thì thôi. Cô ấy là người tự do,
Các vị cái gì mà làm mồi chứ? Thật ra tôi không nỡ rời xa Kỳ Mạn Linh. Lúc nào cô muốn hát kịch? Cánh cửa đoàn kịch của tôi luôn mở rộng. Anh Kỳ, vì chuyện Kỳ Mạn Linh làm thủ tục đổi quốc tịch, em đã làm trâu làm ngựa. Anh tính báo đáp em thế nào đây? Được rồi, từ giờ cậu có thể học võ không thuật. Cần tiền. Không phải, ý em là nếu như có ai bắt nạt em, anh nên làm gì? Anh thay cậu chút giận. Được. Anh Kỳ, em nói anh nghe. Em Anh Kỳ, hôm trước thì sao? Cậu của anh biết anh đang giúp Kỳ Mạn Linh đổi quốc tịch, vô cùng tức giận. Cũng biết rằng em đang giúp anh. Vì vậy ông ấy sai lão đại đánh em một trận tàn nhẫn. Em nuốt không trôi, cục tức này. Chỉ chuyện nhỏ như vậy thôi à? Anh biết rồi. Nào uống đi. Kỷ Chính Thiên. Cháu nói cậu biết, cậu không được đến dạp, làm Kỳ Mạn Linh khó xử nữa. Cô ấy bây giờ là người tự do rồi. Nếu có ai dám đến bắt nạt cô ấy, cháu sẽ không khách sáo nữa. Kỷ Chính Thiên, ngươi muốn làm mình làm mẩy hả? Giết hắn, giết hắn. Lên, nhanh. Cho em. Anh xem, chúng giống nhau này. Ai tặng em đấy? Là Phó Thanh Tuyền. Còn đâu à? 10 năm trước tặng em hả? Xem anh nghĩ tới đâu kìa. Này, lúc đó, bọn em vẫn còn nhỏ. Em xem anh so với anh ta thế nào. Hai người trông như anh em vậy. Nếu anh ấy còn sống, thì sẽ giỏi giống như anh vậy. Không. Anh ta mạnh mẽ hơn anh. Anh thay em tìm anh ấy. Nói lời ngốc nghếch gì vậy? Không, anh không ngốc. Anh từng gặp anh ấy rồi. Em làm sao vậy? Anh cứ làm em tủi thân như thì vậy thì em không quan tâm anh nữa.
Đợi chút. Anh Kỳ. Mẹ mày, tao giúp mày chút giận vậy mà mày đánh chết tao. Anh thả em ra. Anh Kỳ, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Thả em ra đi, đi. Thả ra. Anh Kỳ, anh làm gì vậy anh Kỳ? Anh Kỳ nhẹ chút, vào trong rồi nói. Anh thả em ra đi, anh, đi vào. Anh Kỳ, em mời anh uống rượu. Đừng nhiều lời, mày nói hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Anh Kỳ, là chuyện gì? Hôm đó anh chém em một nhát, em vô cùng cảm ơn anh. Chỉ khâu vài mũi là được xuất viện rồi. Xước ra một tí thôi, không sao. Ngày hôm đó, Hồ Duy Hán vô cùng cảm ơn em. Ông ấy nói em là dũng sĩ. Người khác đều sợ Kỷ Chính Thiên, chỉ có em không sợ. Kể từ đó, Hồ Duy Hán rất coi trọng em, còn muốn em quản lý khách sạn Asia. Em làm quản lý rồi. Tên tiểu tử trước đó cũng không nói với anh một tiếng, nếu anh thật sự chém chết mày. Chẳng phải mày sẽ chết oan à? Tâm tình của mày chẳng phải toi công à? Sao có thể chứ? Em biết đao của Kỷ Chính Thiên là chuẩn xác mà. Anh Kỷ, hôm đó cậu của anh bắn súng chỉ thiên, là vì thể diện gia đình. Ông ấy hy vọng anh có thể bắt được Phó Thanh Tuyền. Ông ấy nói, nếu Kỷ Chính Thiên anh có thể bắt được Phó Thanh Tuyền, thì sẽ thưởng Kỳ Mạn Linh cho anh. Cậu của anh hứa sẽ không động vào cô ấy nữa. Chính Thiên nói, người này chắc chắn ở gần đây. Tôi không nghĩ vậy. Đã chờ ở đây cả ngày. Đến bóng dáng cũng không thấy. Đừng nói nữa, ngươi xem. Tiên sinh đi xe không? Được, chờ chút, còn một người nữa. Nhanh. Dừng lại mau. Nhanh. Đuổi theo. Rồi, để đây. Được rồi, đi. Mang Thanh Tuyền đến đây. Đi. Quỳ xuống quỳ. Các ngươi thả ta ra. Đang làm gì vậy? Quỳ xuống, lạy xong rồi nói. Các ngươi là ai? Người Trung Quốc. Ta biết các ngươi là người Trung Quốc. Bắt ta quỳ xuống làm gì? Đại ca nói thật. Tôi rất ngưỡng mộ anh. Muốn kết bái huynh đệ với anh. Sằng bậy, đây là gì? Các ngươi đánh ta đến mê man, lại kéo ta đến chỗ quái quỷ này, lại muốn kết nghĩa với ta. Đây là chuyện gì vậy? Ta thậm chí không biết ngươi, còn chưa nói chuyện lần nào. Làm sao có thể kết bái huynh đệ? Đại ca, xin lỗi Kỷ Chính Thiên tôi thô lỗ quá. Anh cũng không cần để bụng. Người anh em tôi không có người thân cũng không chỉ muốn quen thân với anh thôi. Tôi nói rõ rồi. Anh phải cho tôi chút mặt mũi. Hôm nay tôi phải kết bái với anh. Không thì sao? Nếu không thì tôi giao anh cho Hồ Duy Hán. Ông ấy nói anh là người Đảng Cộng sản, cái thứ chạy theo bọn Nhật Bản. Không giết anh mới lạ. Tôi thấy anh cứu mạng tôi. Mới dùng cách này để cứu mạng anh. Tôi cứu anh khỏi tai họa.
rốt cuộc anh có bái không? Tôi không bái. Có ai giống anh không? Đầu tôi vẫn còn choáng váng. Anh không nói sớm. Đi đưa đại ca đi băng bó cho tốt vào. Vâng. Vâng. Anh. Em gái. Ngồi xuống đi. Mạn Linh. Đồ ăn đến rồi. Lão Vương, tay nghề của ông không tồi đấy. Tạm tạm thôi ạ. Vất vả cho ông rồi. Không có gì, không có gì. Lát nữa em có thể gặp lại anh ấy rồi. Làm sao có thể chứ? Phó Thanh Tuyền đã chết từ lâu rồi. Anh ấy không còn sống nữa. Kêu Lý Dã mời đại ca đi. Đảm bảo sẽ làm cô ấy ngạc nhiên. Đại ca. Đại ca không thấy người nữa. Ngươi nói là Phó Thanh Tuyền. Vâng, là anh ấy. Làm sao có thể? Không thể được, điều này tuyệt đối không thể được. Vào biến cố ngày 18 tháng 9, lớp võ thuật của họ đều gia nhập quân đội của Mã Chiếm Sơn ở Đông Bắc. Bị quân Nhật giết trong trận chiến ở cầu Nộn Giang. Vì vậy, em và sư phụ đã đặc biệt đi tới Đông Bắc một chuyến. Chết tiệt. Không thể, tuyệt đối không thể. Ở đây trước đã. Đảm bảo an toàn. Anh. Hồ Duy Hán đã trỗi dậy rồi. Giới nghiêm toàn thành phố. Tất cả đường ở ngoài thành đều có quân cảnh Nhật Bản và người của Hồ Duy Hán. Bây giờ muốn ra cũng không ra được. Anh, chìa khóa. Anh làm sao vậy? Yên tâm, ở đây tuyệt đối an toàn. Anh ấy là quản lý ở đây. Tên là Trịnh Nhân Mỹ. Hắn chính là tên bạn trai của em à? Con người anh ấy rất tốt. Rất sẵn lòng giúp đỡ người khác. Đi thôi. Không cần phải sợ, đừng sợ.
cởi ra. Nhanh! Đồ súc sinh, ngươi xúc phạm người Trung Quốc. Kỳ tiểu thư, chúng ta làm quen một chút. Ta tên Hồ Duy Hán. Lần trước cấp dưới của tôi đã mạo phạm. Hôm nay ta đặc biệt đến đây xin lỗi cô. Lẽ nào cô không muốn kết bạn với ta à? Cô nghe ngóng xem. Mấy cô gái người Nhật đều theo đuổi ta. Kỳ tiểu thư không có sự ủng hộ của ta, cô có thể hát tới hôm nay không? Cô đừng sợ mà. Đây đều là làm việc mà. Mang đi. Đại thúc, có chuyện gì thế? Hồ Duy Hán đã phá khu vườn. Sau đó bắt Kỳ Mạn Linh đưa đi rồi. Bắt đi rồi. Đại thúc, chú yên tâm đi. Đi. Đây là đang làm gì thế? Thanh Thanh, anh, chạy mau. Thanh Thanh, bên ngoài xảy ra chuyện gì thế? Đây là cuộc rà soát toàn thành phố của quân cảnh Nhật Bản và đặc vụ. Họ đã bắt giữ rất nhiều người, tất cả đều bị nhốt dưới tầng hầm của câu lạc bộ. Bọn chúng muốn bắt anh, đúng thế, nhưng chúng không bắt được anh nên đang phát điên ấy. Đi theo em. Nhanh. Chạy mau lên. Mau, mau, mau lên. Thanh Thanh, nơi mà em làm việc. Rốt cuộc là để làm gì thế? Bề ngoài nó là câu lạc bộ. Thực tế là đại bản doanh của đặc vụ Nhật Ngụy để làm tình báo, bắt người, giết người. Đi nhanh lên.
Tôi nói này, cô cầm con dao đó để làm gì thế? Không phải chỉ là kết bạn thôi sao? Cô cho rằng Kỷ Chính Thiên thật sự có thể đến cứu cô ra à? Tôi nói cho cô biết, tên tiểu tử đó hôm nay tôi cho hắn chết. Hắn không đợi được đến mai đâu. Đúng không ha ha? Đại ca, đội quân cảnh Nhật đến rồi, chạy nhanh lên. Nhanh. Nhanh. Giữ lấy. Nếu như cậu đã chạy rồi thì còn quay lại làm gì? Tôi có một việc muốn nhờ anh. Sao nào muốn tôi giúp cậu thoát khỏi thành phố à? Không, giúp tôi cứu Đồng Phi. Đang bị tên Hồ Duy bắt giữ ra ngoài. Điều kiện gì? Quốc gia gặp nạn trước mắt, còn bàn điều kiện à? Kết nghĩa anh em trước đi, sau đó nói sau. Chúng tôi không hứng thú với cái này. Chúng tôi hứng thú với cái này. Hành động xong hẳn nói tiếp, được không? Không được. Cảm thấy sao rồi? Không sao rồi, cảm thấy đỡ hơn chưa? Chính Thiên, cô ấy tên Phó Thanh Thanh. Là một cô gái tốt. Tôi đi đây nhé. Chính Thiên, người đàn ông vừa rồi là ai? Anh ấy là anh trai của Phó Thanh Thanh. Tên Phó Thanh Tuyền. Phó Thanh Tuyền, đúng. Anh đưa em đi gặp anh ấy được không? Được rồi. Người đâu? Đi rồi. Bọn họ có nói gì không? Nói rồi. Nói rằng cậu chỉ có một mình, không có dân tộc. Gì cơ, Xung Kỳ Lượng à, là một giang hồ hảo hán. Không tính là anh hùng gì đâu. Ông đây đánh bọn Nhật, không phải anh hùng thì là gì? Quát tôi làm gì? Có phải tôi nói đâu. Đại ca, đại ca. Đừng nói nữa. Em bảo Phó Thanh Tuyền đi cứu những người bị bắt. Đây không phải là đẩy hắn vào hố lửa à? Em cũng sẽ tham gia. Cái gì? Em cũng đi ư? Em điên rồi à? Anh cũng phải đi. Chết tiệt. Đó chả khác nào đi nạp mạng cả. Quân cảnh Nhật Bản tiến vào câu lạc bộ. Bọn đàn em của Hồ Duy tập hợp cả rồi. Bọn em vào bằng cách nào? Chúng đang truy bắt Phó Thanh Tuyền đấy. Vậy phải làm sao? Không lẽ nhìn bọn họ bị bọn người Nhật giết à?
anh không dám nghĩ vậy. Anh không muốn lấy lòng Cộng sản Đảng, càng không muốn đắc tội với người Nhật, chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên. Hồ Duy Hán rất muốn lợi dụng mối quan hệ giữa chúng ta. Anh cũng chưa có đồng ý đấy. Vậy anh cứ tương kế tự kế, diễn một vở kịch với hắn đi. Em muốn anh diễn như thế nào? Em đưa bọn họ vào câu lạc bộ. Anh cứ giả vờ đồng ý Hồ Duy Hán, đưa anh của em vào tầng hầm là được. Còn những thứ khác thì sao? Những thứ khác anh không cần phải bận tâm. Thôi được rồi. Được. Sếp ơi, có tin vui, có chuyện gì? Người Nhật đấy, họ muốn mời đoàn kịch ta đến câu lạc bộ để biểu diễn cho các thương binh nghe. Thù lao gấp đôi đấy, mời ngồi. Được, 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 được. Không thể đi, không thể đi. Ngoài ra, sức khỏe của Kỳ Mạn Linh vẫn chưa hồi phục. Sao mà biểu diễn được? Ông yên tâm đi. Cuộc họp lần này, an toàn tuyệt đối. Kỳ Mạn Linh nhất định phải đi. Nếu không đám người Nhật Bản sẽ nổi giận đấy. Hồ Duy Hán sẽ hại cô ấy mất. Ông đừng lo. Cuộc họp lần này phía Trung Quốc không được đi xem. Hiện giờ Kỳ Mạn Linh cũng không còn thuộc về đoàn kịch chúng tôi nữa. Phải hỏi ý cô ấy xem sao đã. Lần này là cho thương binh từ tiền tuyến xuống hay gì đó. Tư lệnh quan Hương Nguyệt Thanh Ti cũng sẽ đến xem. Tâm trạng ông ấy không tốt. Gần đây quân Nhật lần lượt bị đánh bại. Ông nghĩ Hồ Duy Hán hắn dám làm càn không? Ông đi nói với hắn, kẻ hèn này tuyệt đối sẽ bảo đảm an toàn cho cô ấy. Anh, có cơ hội rồi. Quân đội Nhật muốn đoàn kịch của Kỳ Mạn Linh đến câu lạc bộ để thăm hỏi các thương binh. Có phải tất cả người Nhật trong câu lạc bộ cũng đi không? Tất cả đều đi. Khi nào vậy? Vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Tôi đã hỏi được. Tung tích của Đồng Phi rồi. Cũng ở tầng hầm của câu lạc bộ. Hồ Duy Hán chưa giao anh ấy cho bọn Nhật. Hình như bọn hắn vẫn đang chờ cái gì đấy. Em thật sự rất lo cho anh. Bất cứ ai bị nhốt trong câu lạc bộ đều không thể sống sót thoát ra ngoài. Hồ Duy Hán chắc chắn đã liên lạc với Quốc dân Đảng ở Trùng Khánh rồi. Hắn ta muốn bí mật giao Đồng Phi cho Quốc dân Đảng. Sau khi Nhật Bản rớt đài, hắn liền chuyển hướng mục tiêu chính trị. Cậu đi đi. Không đi. Nói gì cũng không thể đi diễn cho đám người Nhật đó xem được. Bọn người Nhật và Hồ Duy Hán sẽ giết chúng ta. Nói câu khó nghe, anh còn muốn giết bọn chúng đây này. Nói vớ vẩn gì thế? Cùng lắm anh bày sạp bán đồ thủ nghệ. Nuôi em cả đời. Bên ngoài có người tìm cô. Thanh Thanh, chị Mạn Linh, chị nhất định phải diễn. Đây là một cơ hội. Mọi người trong câu lạc bộ đang tranh nhau xem buổi biểu diễn của chị đó. Còn có anh Chính Thiên nữa. Chị cũng mong anh ấy có thể tham gia hành động lần này. Chính Thiên hành hiệp trượng nghĩa, chị nghĩ anh ấy sẽ tham gia thôi. Vậy thì tốt quá. Phó Thanh Tuyền, anh thật sự chưa chết. Anh đã hứa rằng 10 năm sau sẽ quay về gặp em.
Anh quên rồi sao? Những gì em nói với Thanh Thanh, em ấy đều đã nói lại với anh rồi. Anh rất cảm kích vì em vẫn nhớ đến anh. Nhưng mà em hiểu nhầm rồi. Anh không phải Phó Thanh Tuyền mà em nghĩ. Trên thế giới này có rất nhiều người trùng họ trùng tên. Xin đừng hiểu lầm. Hiểu lầm à? Chuyện mà Thanh Thanh nhờ em. Xin hãy làm hết sức. Cảm ơn em. Kỷ Chính Thiên, ngày sau gặp lại. Mau quay vào trong, chơi lâu mau lên, thêm chút nữa. Thời gian biểu diễn càng lâu càng tốt. Vì để kéo dài thời gian, mà Kỳ Mạn Linh sắp kiệt sức đấy, rồi. Mau tìm thế thân đi. Mau đổi người đi. Được, thế này có ổn không đấy? Được. Kỳ Mạn Linh lợi hại thật đấy. Mau lên đi. Có phải lật một tí là được chơi rồi lâu không? Một chút, mau lên. Tôi đã đợi rất lâu rồi đấy. Thanh Thanh đâu? Ở sân khấu rồi, đi thôi. Những người trong câu lạc bộ đâu rồi? Bọn họ đi xem kịch cả rồi. An tâm đi, đến đây, đi theo tôi, đi. Trịnh Nhân Mỹ. Trịnh Nhân Mỹ. Diễn xuất. Phải kiên trì cho đến khi phó đại ca hành động xong. Anh ấy đã đến rồi. Cậu và Thanh Thanh đi mau đi. Các cậu xem hộ tôi một lúc nhé. Tụi Nhật này chả hiểu gì là kinh kịch cả. Đúng thế. Trịnh Nhân Mỹ thành công rồi. Tốt.
Đây là sân giết người của bọn Nhật. Đồng Phi đâu? Đồng Phi vẫn còn đang bị nhốt. Họ đang đợi Phó Thanh Tuyền tới. Anh của em đâu? Anh ấy đến rồi. Để em đi, cẩn thận đấy. Nhanh lên. Đứng lại. Hồ Duy Hán đoán được đêm nay mày nhất định sẽ đến. Bọn Nhật đều đi xem kịch cả rồi, nhưng bọn tao vẫn còn ở đây, đưa đi. Sao sao? Đuổi theo. Nhanh. Đồng Phi ở đâu? Đồng Phi ở đâu? Lát nữa tụi mày sẽ được ở cùng nhau. Phó Thanh Tuyền. Thật đáng tiếc khi chúng ta gặp nhau ở đây phải không? Đem chúng đi. Đồng Phi, Thanh Tuyền, Đồng Phi, tôi biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ đến. Phó Thanh Thanh quay lại rồi. Chúng ta rút nhanh lên. Nhanh nhanh nhanh.
đi nhanh lên. Đồ điếm. Muốn vứt bỏ tao để chạy trốn à? Không phải chạy trốn, mà là về Nhật Bản. Nhật Bản không cần mày. Nhật Bản cũng ghét thứ vì lợi ích mà quên nghĩa. Không phải Hồ Duy Hán đưa tôi cho anh mới biến thành chó à? Anh sớm đã làm việc cho Trùng Khánh rồi. Tao cho mày đi rồi à? Tao cho mày đi hả? Mày quay lại đây, quay lại đây. Quay lại đây. Trước mắt, chúng ta đều thuộc về Quốc dân đảng rồi. Mau chóng đến đồn cảnh sát đi. Để họ nộp đơn đăng ký đài phát thanh thành phố càng sớm càng tốt. Bất kỳ đài nào có nhiều hơn 3 ống. Nhất định phải cắt sóng ngắn đi. Cắt sóng ngắn. Đại ca, giống với bọn Nhật Ngụy. Đừng để bọn chúng nghe thấy đài phát thanh Diên An, đài phát thanh Philippines và đài phát thanh Nga. Ngăn chặn các thành phần cộng sản gây rối. Tôi về rồi đây. Nhìn xem ai về kìa. Bố ơi, đến đây. Bố ôm nào. Thơm một cái. Đây. Mẹ đeo nó cho con nhé. Đẹp quá. Chính Thiên. Hồ Duy Hán lại đến rồi. Mạn Linh, anh thật sự muốn một đao giết chết tên biểu cửu đó của anh. Anh hiểu em, có phải em luôn nói rằng chỉ cần anh không đụng đến hắn thì hắn sẽ không tới gây sự với anh. Chính Thiên, Tiểu Nhã đã lớn như vậy rồi. Anh nhất định phải hành sự cẩn trọng. Anh phải học sự bình tĩnh hành sự của Phó Đại ca. Anh học thế nào? Hôm nay hắn bất ngờ đến đây. Anh trai tráng khỏe mạnh như vậy. Dù anh ấy nhiều lần phủ nhận, nhưng mà em vẫn cảm thấy sự cởi mở nhiệt tình của anh ấy không hề thay đổi. Đúng vậy, anh ấy là một người đàn ông dũng cảm. Trong lòng anh ấy có đại sự. Đại sự.
Giết kẻ phản bội như Hồ Duy Hán không phải là đại sự à? Chính Thiên, em biết chuyện qua rồi chưa, thật sự đã qua. Bây giờ chúng ta đã có một ngôi nhà nhỏ, còn có một đứa con. Kẻ thù càng ghét chúng ta hơn. Sẽ là một bi kịch cho gia đình ba người của chúng ta nếu mất đi bất cứ ai. Em không chịu được nỗi đau đó. Đây là một mặt, mặt khác. Chúng ta đừng làm ảnh hưởng phó đại ca. Anh ấy có sự sắp xếp của mình. Việc của anh ấy là việc của anh tự có chừng mực, em yên tâm. Nếu anh đã nói như vậy rồi, nhưng nhất định phải vậy sao? Được rồi, anh nghe em hết được không? Chính Thiên, đừng nói nữa. Chính Thiên, lòng tự trọng. Giết Kỳ Mạn Linh càng sớm càng tốt. Sao hôm nay lại không có xe nhỉ? Không có xe. Bố đang làm đồ ăn ngon ở nhà đấy, con biết không? Hôm nay mẹ ôm con về nhà nhé. Dạ. Trả con lại cho tôi. Tránh ra. Các
Mọi người mặc kệ tôi đi. Đại ca anh bình tĩnh một chút. Đại ca anh đừng như thế. Cô ấy đi rồi. Cô ấy đã bỏ tôi lại rồi. Ra đi một cách lặng lẽ. Cô ấy là một người rất thông minh. Lương thiện, chính nghĩa. Tôi không thể sống thiếu cô ấy. Tôi không thể sống thiếu cô ấy. Nhị tương. Các cậu không được quên cô ấy. Cũng đừng quên. Người đã giết cô ấy. Mọi người xem, Tiểu Nhã. Tiểu Nhã. Tiểu Nhã. Chính Thiên. Tôi đã biết hết rồi. Phó đại ca. Tại sao tôi lại thảm như vậy? Thanh Thanh đâu, cô ấy không đến. Cô ấy đến rồi. Ở ngay ngoài cửa đấy. Tiểu Nhã. Tiểu Nhã. Cảm ơn Thanh Thanh đi. Tối hôm qua, Thanh Thanh vừa trở về nhà. Tôi nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ phát ra từ tòa nhà cũ đối diện. Cô ấy trèo qua tường, chạy lên cầu thang leo lên lầu, cứu đứa trẻ ra. Sau đó mới biết, Hồ Duy Hán muốn dùng đứa trẻ làm con tin để khuất phục cậu. Cái chết của Kỳ Mạn Linh là lời cảnh báo đến cậu. Cảm ơn tôi sẽ không quên. Cảm ơn cô nhiều lắm. Thanh Thanh đã lớn rồi. Cô đang làm việc ở đâu vậy? Nhà máy điện. Đã kết hôn chưa? Đừng nhắc nữa. Kể từ khi bị Trịnh Nhân Mỹ lừa, trở nên giống như cậu bây giờ vậy. Cô ấy không muốn bất kỳ ai nhắc đến việc đấy. Thời gian trôi nhanh biết bao. Đứa trẻ đã lớn như vậy rồi. Gọi ông nội. Chào ông nội. Chính Thiên. Trước đây cậu bỏ tiền ra để mua lại giấy ước của Kỳ Mạn Linh. Hôm nay lại đưa tiền cho tôi để đưa đứa trẻ đi học. Sao tôi có thể nhận số tiền này được? Mọi chuyện bây giờ đã khác xưa. Số tiền này là học phí của đứa trẻ. Còn phiền ông nhọc lòng, dạy đứa trẻ trở thành một diễn viên nổi tiếng như mẹ của nó. Không được phép đánh nhau trong giờ học. Cũng không được phép chửi mắng. Không được bôi thuốc lên người cô ấy. Ai mà bắt nạt cô ấy? Cứ tìm tôi. Cô là em gái ruột của đại ca à? Sao thế, cậu thấy không giống à? Hình như anh ấy không có em gái. Ai nói đấy? Ai nói đấy? Kỳ Mạn Linh đấy.
Nói đúng rồi. Trận chiến cầu Nộ Giang. Cha tôi đã cõng Phó Thanh Tuyền về nhà từ đống xác chết. Chữa lành vết thương của anh ấy. Sau khi bố mất, tôi và đại ca liền xông pha thế giới. Anh ấy như là anh trai ruột của tôi vậy. Tôi hiểu rồi. Cậu ấy, bớt nghĩ bậy bạ đi. Đại ca sớm đã có người trong lòng rồi. Ai vậy? Cậu xem, ở đó kìa. Chào các đồng chí, chào các bạn. Thời đại của Quốc dân đảng đã qua, họ đã bắt đầu xuống tay hủy hoại nhà máy, đang cố gắng cắt nước và điện, biến nơi này thành thành phố hoang tàn. Hồ Duy Hán, cái tên nô lệ ba đời này đã bắt đầu hành động rồi, hắn ta muốn cho nổ tung nhà máy. Chúng ta không thể để hắn ta đến gần nhà máy này. Nếu bọn hắn dám đến, thì cũng ta sẽ đánh bọn hắn. Kể từ bây giờ, cuộc chiến đô thị bắt đầu. Kỷ Chính Thiên.
Kỷ Chính Thiên, ngươi, đánh chết ta đi. Đánh chết ta đi. Vẫn chưa đến lúc. Đứng lên. Đây là phát súng vì Kỳ Mạn Linh. Đây là phát súng vì Kỳ Mạn Linh. Đây là phát súng vì Kỳ Mạn Linh. Kỳ Mạn Linh đã từng nói, cô ấy không thể quên cậu. Cô ấy còn nói, hy vọng chúng ta có thể trở thành anh em.